Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Người kết nối. Thưa quý vị, một tuần nữa trôi qua, điều đặc biệt không chỉ là Nguyên Khang chờ đón nhân vật của chúng ta ngày hôm nay xuất hiện là ai, mà điều quan trọng đó là niềm hạnh phúc của Nguyên Khang khi được gặp gỡ ba người xinh đẹp của chương trình. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị ba người phụ nữ đồng hành cùng Nguyên Khang. Người phụ nữ đẹp nhất chắc chắn trong ngày hôm nay đó chính là diễn viên Cát Tường. Hôm nay được trở về ngôi hoa hậu rồi. Hai người đây là thành hoa hậu. Hai người phụ nữ còn lại mặc dù là ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi tin chắc họ không cùng chiến tuyến. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đó chính là Miko Lan Trinh cùng với diễn viên Mai Phương. Xin chào. Bắn tim. Tuần này thì chúng ta sẽ đi gặp ai? Thưa quý vị, ngày hôm nay Cát Tường sẽ giới thiệu đến quý vị một nhân vật, một nghệ sĩ, một diễn viên rất trẻ. Xin mời quý vị đến với nhân vật nữ, đó là diễn viên Hồng Trang. Cát Tường rất vui được chào đón quý vị. Chúng ta đã đến với chương trình Người Kết Nối. Thưa quý vị, vậy là mấy tuần rồi Tường lại không được làm Người Kết Nối nữa. Nhưng mà ngày hôm nay rất vui, vì mỗi khi mà được Người Kết Nối gọi mình á, thì Tường là được giao để mà kết nối những nhân vật rất là đặc biệt. Hình như là Tường có duyên với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Có lẽ là với 20 năm trong nghề thì chương trình nghĩ rằng với những người hoạt động nghệ thuật thì rất dễ dàng cởi mở và chia sẻ với Cát Tường hơn. Trang ơi Trang. Oh hello. Xin chào chị. Trời ơi. Ủa gì? Ôi về tụi bay ơi. Hồng Trang được biết đến là một diễn viên, đạo diễn đã có gần 15 năm gắn bó với nghề. Từ các vai bi, hài, tính cách đều được cô thể hiện một cách xuất sắc. Nhưng con đường cô đi còn lắm những chông gai trắc trở. Với ngần ấy năm mà cái tên Hồng Trang xem ra vẫn còn lạ lẫm. Dù thế, ngọn lửa nghề trong cô vẫn cháy. Cô luôn nuôi hy vọng và chiến đấu với nghề để đạt được thành công cho bản thân mình. Thôi má, người ta giàu, người ta muốn nói gì người ta nói má. Thôi, em vô tình em coi vở lá sầu riêng này là em rất là thích cô này luôn. Thôi khỏi. Ê Trang, dạ? Chị mới thấy nét đẹp em giờ là nét đẹp già đó. Em già từ lúc em vô trường rồi chị. Dạ, em yên tâm, chị đang khen em phải đang chê đâu. Tại vì mấy người già sớm vậy là mai mốt không có già nữa. Dạ đúng rồi. Bà tặng đến tôi là biết ai rồi. Dạ, 50 năm sau em cũng y vậy đó. Rồi vậy cuối cùng là phòng em ở đâu? Dạ trên đây, trên giá. Trời ơi, đây là mấy thùng đồ đi diễn đúng không? Dạ, đồ phục trang, Nói chung là bây giờ ở chung nhưng mà đồ em chiếm nhiều hơn tụi nó. Ủa rồi cái ghế là sao? Rồi đây là ngủ với ai đây? Cái này của em, cái này của bé Ngân, diễn viên chung em luôn. Ủa là giờ phòng này ở mấy người? Dạ bây giờ cơ bản là hai người. Một phòng ở dưới là của con bé Liên kia, bé diễn viên luôn. Rồi phòng bên đây là của ba thằng nam. Hả? Em. Ủa sao tự nhiên phải ở có nam vô đây là hả? Là sao? Đông chừng nào chi tiền càng ít chi. Ủa nhưng mà nam nữ ở chung luôn vậy đó hả? Dạ đâu sao đâu, khác phòng mà sao đâu chung phòng nữa. Ủa vậy nguyên cái nhà này là mình thuê nhiêu vậy Trang? Dạ 4 triệu tháng. 4 triệu giờ sao nó đỡ ha, đỡ quá ha, đó chưa tính điện nước đúng không? Dạ đúng rồi. Ở dưới nó có vẻ mát hơn, chắc xuống dưới ngồi tâm sự đi. Dạ dạ đúng rồi, chị dưới đây chưa. Của ông Trang vậy được rồi. Trang lên thành phố Hồ Chí Minh này bao lâu rồi và tham vô nghề mình được bao nhiêu năm rồi? Em hồi tốt nghiệp cấp 3 luôn, em lên đây luôn là năm 99. 99. Dạ, rồi xong rồi em học phát thanh truyền hình. Rồi em mới 99 là vậy em sinh năm 81 hả? Đó là công bố tuổi em luôn hả? Ủa vậy lớn tuổi hơn em hả? Ủa vậy là bạn du học cùng khóa thôi chứ mà lớn tuổi hơn em. Bốn chín tôi sinh năm 77. Bả lên sau tôi 4 năm thì bả sinh năm 81. Anh tính là em bây giờ trời ơi. Tôi học sinh giỏi. Chết em. Em dâu gần chết. Gần chết. Bây giờ gặp tôi là cao thủ rồi. Thì đó tốt nghiệp đó xong rồi các em lên em học bên phát thanh truyền hình. Đại học bên là phóng viên, biên tập viên. Là từ quê lên. Dạ là học cái đó nên học mà ra cái điều kiện không có để mình đi làm, với lại cái bằng là bằng trung cấp nữa, muốn là phải đi học nữa. Còn nếu mà đi làm phải có xe, là phải có máy, ít nhất là có một cái máy chụp hình. Tốt nghiệp xong rồi cái không chịu thi cái em chạy về bên chỗ bánh kẹo em là em phụ bán kẹo dừa.
cái là mấy anh chị bên công nhân quá lao động của câu lạc bộ MC là xuống nhà em chơi cho biết, rồi cưa nói bác ơi bà ơi là con Trang nó cũng có năng khiếu này nọ kia, nó thôi về đây tự nhiên cái nó bán kẹo dừa tội nghiệp quá, cho nó lên nó thử thiên lần, chừng nào rớt là cho nó về nó bán kẹo dừa không muộn. Thì lên cái em lên em tiếp tục em tham gia câu lạc bộ đó, rồi song song đó là em ở nhà trọ để mà em học luyện thi. Thì vô năm đầu tiên rớt cái bạch chị, rớt xong em học một năm dự thính. Sau một năm dự thính nó mới được vô học chính thức. Dạ không phải là được mà là thi lại. Thi lại. Dạ học dự thính là học để cho rồi thi lại rồi đậu chưa? Dạ đậu rồi. Là phải học vậy là tổng cộng là mất thêm 3 năm học cao đẳng nữa. 3 năm cao đẳng diễn viên nữa. Một năm dự thính là mất 4 năm. Dạ. Rồi đề ba cái đầu là 2 năm học bên phát thanh viên nữa là học 6 năm. 2 năm rưỡi. Dạ mà chưa xong nữa. Vậy lên Sài Gòn là 7 năm học rồi đó, đúng không? Chưa xong nữa. Rồi 7 năm. Em quyết định em thi tiếp. Thi gì nữa? Đạo diễn. Rồi đó rồi. Đạo diễn sân khấu. Học nữa. Học nữa. Dạ, đậu thì không? Đạo diễn đâu. À đậu, mừng quá. Tại vì dù sao cũng mòn mặt ở trường rồi. Là hệ gì? Dạ hệ chính quy luôn, hệ cao đẳng chính quy. Đang học thêm 3 năm nữa. Dạ đúng rồi. Là hàng cái hồi rồi đó. Nữa tối em nữa. Không, dạ. Nhưng mà nói nãy giờ chọc em thôi, nhưng mà em cũng có một cái em là coi như là kiên cường hơn chị. Em nghị lực hơn chị, yeah. Và gọi là cái sự yêu nghề của em có vẻ là hơn chị. Tại vì chị thời lúc chị trẻ chị không có yêu nghề như em. Bắt đầu từ lúc nào mới gửi tiền về nhà? Hình như lúc em học sao đạo diễn cũng hai ba năm gần đây à. Em mỗi tháng em cũng gửi tiền chợ cho mẹ là 1 triệu thôi. Và tại dưới nhiều khi vừa bán chuối bán thì cũng không có đủ tiền. Em có ý định là mua một cái nhà nhỏ nhỏ ở trên này chưa? Tại vì chị thấy bây giờ thực sự nếu mà cái kế hoạch để mua một cái chung cư, một cái nhà nhỏ trả góp thì chị nghĩ với cái sức làm của em bây giờ cũng có thể em làm được. Dạ chưa chị. Lý do tại sao chưa đủ sức hay là chưa nghĩ tới? Chưa đủ sức mà bây giờ không thèm nghĩ tới luôn. Tại sao? Tại vì em nghĩ mấy năm nay rồi nhưng mà nó vẫn chưa thành, thôi em không nghĩ luôn. Không có ước mơ đó, không có mộng ước đó. Tất nhiên chân là có chứ chị. Cái nhà giờ em ví dụ có vài chừng 300 triệu em cũng đã đau xuống mua được cái nhà nhỏ nhỏ rồi. Mua cái chung cư 2 phòng hay là gì đó là được rồi. Mà số đó em chưa bao giờ có chị ơi. Và vậy thì ngày hôm nay lịch trình của em là như thế nào? Hôm nay em có show siết gì vậy? Dạ hôm nay là cái lịch của em là em hẹn nhóm kịch đời của em tập lại. Để mà tối em diễn. Mình đi theo Hồng Trang ngày hôm nay xem một ngày làm việc của bạn ấy với nhóm kịch đời như thế nào quý vị nha. Em học cùng khóa với Trang, dù là khác lớp. Trang là một người rất là niềm nở, rất là hòa đồng và rất là nhẹ nhàng trong mọi tình huống. Chỉ có điều em không nghĩ rằng là cái con đường của Trang á, là Trang quá đam mê. Nó lại đến với nghệ thuật, nó lại nhiều trong gai đến mức độ như vậy. Cơ hội duy nhất là Nguyên Khang xem cái chương trình Án Vàng, tại vì nó là liên quan đến thi MC. Cho nên Nguyên Khang xem cái vòng chung kết đó và vô tình rất bất ngờ tại sao cô này đóng vai lá sầu riêng, cái người con mà đuổi mẹ mình về, tại vì sợ lên đây sẽ bị bà mẹ chồng mới làm khó. Thì mình nói cô này diễn được, giọng nói hay mà diễn rất là có xúc cảm. Mình thay vì mình chuyển kênh rồi mình vẫn tiếp tục mình xem. Mà mình nói ủa sao cô này không thể nào bật lên được ngôi sao trong khi khả năng diễn rất là tốt. Thì lúc đó khi mà hôm nay gặp lại cái chương trình ở đây á, mình mới thật sự bất ngờ là tại sao cái con đường của bạn Trang này nó vất vả và nó chông chênh đến như vậy. Chưa hết đâu quý vị. Yeah. Đó là chỉ mới là một số nét cơ bản, chúng ta mới cởi ngựa xem hoa thôi. Quý vị cũng như là tất cả người kết nối ở đây hãy xem tiếp một ngày rong ruổi theo những cái công việc của Hồng Trang thì mới thấy rằng cái sự đam mê và những cái khó khăn của bạn ấy hiện tại bây giờ vẫn còn rất nhiều, chứ không phải bây giờ là đã may mắn người ta đã bắt đầu biết đến Hồng Trang rồi. Tuy nhiên con đường nghệ thuật của bạn ấy vẫn còn rất nhiều chông gai. Xin mời chúng ta hãy xem tiếp. Đây rồi. 122 Nguyễn Cư Trinh, quận nhất. Ở đây là chỗ tập thôi đúng không? 13:30 Cát Tường đã có mặt tại quán cà phê, nơi mà Hồng Trang cùng các anh em thường ngồi lại bên nhau nghĩ về những xuất diễn hàng đêm. Ăn tập mì dâu chưa thấy hay ăn hả? Ăn miếng lên lấy sức tập. Trời, tụi em cứ tập thì chị ngồi đâu kệ chị. Thưa quý vị, và bây giờ thì Cát Tường đã có mặt tại một cái phòng tập bé xinh xinh ở trên lầu của một cái quán cà phê mà cái đường đi lên cũng rất là eo hẹp, để thấy là nghệ sĩ chúng tôi làm việc trên sân khấu là thánh đường nhưng mà ở ngoài cuộc sống nó rất là như vậy đó. Chúng ta phải đến một cái lớp kịch Gánh Hát Chiều Xuân. Gánh Hát Chiều Xuân của nhóm kịch đời. Và bây giờ là lớp kịch số mấy đây không biết. Âm nhạc lên. Bây giờ mình ráp cái phần ấy đi. Okay. Cái phần mà chưa có Dũng, cái phần sau á mọi người tới rồi á. Ủa cái tuần này mình diễn lần nào chưa? Dạ rồi. Dạ diễn rồi. Tại vì hôm nay em bị đứt người.
Con bé diễn dài này nó về quê rồi. À, nhỏ này thấy dài hả? Dạ. Thằng Duy nó giờ đang thắc mắc thôi, tuồng diễn tối diễn gì này chưa thuộc tuồng bà. Dạ. Xe đạp của bác bà Mạnh bị tai nạn rồi hả bác sĩ? Bây giờ... Alo! Alo! Em nó nghe nè, cái chỗ đó đó em nói chậm lên được không? Dạ dạ. Tại vì nó có hai cách diễn, em nói nhanh thì thứ nhất nó em sẽ bị liếu lưỡi. Dạ. Em diễn ra cách khác vậy đó. Alo! Hả? Đó đó đó, thì phạm. Chứ xe đạp của bác ba Mạnh. Ừ, sao nó rõ ra. Đâu vậy em? Dạ, cái giả nó nghe em đâu cần phải lùi nhanh vậy đâu. Dạ, không, tại cái lưỡi nó muốn nhai đó chị. Dạ, nó nghe cái lưỡi. Hỡi tất cả các nghĩa binh. Dạ. Ta đã là trò đạo nghĩa vợ chồng. Giờ ta ra lệnh tấn công. Dù phải hy sinh phụ tử. Dạ thưa quý vị, vậy thì bây giờ chúng ta tạm biệt các bạn nhóm kịch đời ở đây. Và hẹn tối nay Cát Tường sẽ cùng đưa quý vị khán giả đến trực tiếp quán cà phê để xem mô hình diễn kịch cà phê của nhóm kịch đời như thế nào quý vị nha. Đặc biệt và rất hấp dẫn đó quý vị. Này chỗ đâu, kịch đời nằm ở đâu? 19:30 tối, tại một quán cà phê tương đối nhỏ, Hồng Trang và các bạn diễn đang tất bật cho các công tác chuẩn bị. Điều mà ai cũng đang lo lắng là tối nay có khán giả hay không. Là cái quán này của nhóm này luôn hay là nhóm hay là cái quán mời nhóm mình tới diễn? Ủa tới đây à? Chia 50-50. Cái này xin lên. Hello. Hai chị. Chào cả nhà. Ồ, diễn ở đây á hả? Sân khấu này cũng vậy mà vậy. Mấy cái bục này ở trên này. Đó, rồi chừng nào em diễn thì em đi. Mới để xuống. Mà này đâu ai đặt chỗ đặt chiếc gì trước rồi đúng không em? Dạ có, tôi đặt 20 người rồi. Dạ. Dạ chị, hôm nay chị biết là tại vì bữa hổm á mùng 12 là em khai trương xong em nghỉ cho tới bây giờ. Hôm nay là xuất diễn đầu tiên của năm trong em. Thưa quý vị, mặc dù là hôm nay Cát Tường không có diễn nhưng mà bây giờ cái tâm trạng cũng là cũng từng làm bầu show rồi cũng từng là một diễn viên, bây giờ cũng đang lo lắng, cũng đang rất là phấn chấn giống như sắp lên diễn mà lo lắng là không biết là tối nay có bán được vé không. Lo lắm nhưng mà dù sao cũng có một cái dấu hiệu, có tin vui, Hồng Trang vừa mới báo là cũng được 20 khách. Quý vị chờ theo dõi nhé. Vì bây giờ Tường đang rất là hồi hộp theo dõi đêm diễn tối nay của các bạn trẻ. Nhưng mà cái quán nhau có lớn đâu, 20 người là cũng đông nhất là cũng có 70-80 người là hết sức rồi. Vì hôm nay đoàn anh ba Mạnh gặp sư cố nên chúng tôi không thể nào diễn trọn tuần phục vụ bà con được. Tôi xin hứa lần sau sẽ diễn trọn tuần thiệt là hay đi phục vụ bà con tới nơi tới chốn. Xin thứ lỗi. Còn bây giờ chúng tôi xin phép đi lên bệnh viện đón anh ba Mạnh về đây. Cái gì vậy ba? Anh có nói với tôi rồi, anh có sống mà anh cũng muốn sống trên sân khấu, có chết cũng chết trên sân khấu. Vậy thì bây giờ mình xin đem anh về đây một lần, cho anh nằm trong cánh bạc giống anh nằm dưới ánh đèn sân khấu một lần thôi. Trước tiên thì xin phép Hồng Trang được thay mặt nhóm kịch đời cũng như là tất cả các bạn ở trên sân khấu như là các bạn đang hỗ trợ phía dưới kia, những bạn âm thầm ở sau lưng các bạn ở trên đây đã hỗ trợ cho xuất diễn này. Có khi nào những cái chuyện này nè, những cái khó khăn trong nghề cái nào em chia sẻ với gia đình không? Kiểu như không diễn có. Mà lỗ bù lỗ vậy là có nói cho mẹ dạ không nói gì, tại vì cái chuyện này của em
em lên đây em tự sống, em tự làm, em tự điều tiết em được. Dạ, em không có nói vụ này. Còn ví dụ có sơ nhiều khoe. Cái điều gì hiện tại bây giờ mà Trang cảm nghĩ rằng là gia đình còn lo lắng về mình nhất? Căn dặn nhiều nhất là đi đường cẩn thận. Dạ, giữ gìn sức khỏe, đừng có thức khuya. Còn cứ đau đáo lo là gì, là có chồng đi cho yên phận đi để tao khỏi lo. Trong tâm mình, trong lòng mình là mình có muốn lấy chồng không? Em nói thiệt chị, giờ này là lấy cũng được, không lấy cũng được, không sao hết. Tại vì em làm được, em diễn được, em làm những cái là em khoái là em được rồi. Còn nếu như mà... Nhưng bây giờ còn sức, còn đồ thì ok, dạ. Nhưng mà khi hết sức... Hết sức thì vô diện dương lão, mình có diện như lâu nghệ sĩ. Bây giờ chị sẽ thay mặt cho chương trình sẽ có một món quà gửi tặng cho em. Ủa phải em à? Trước tiên mà khi mình nói về cái chuyện mà Hồng Trang muốn vô viện dưỡng lão á, nghĩ tới cái tương lai của mình á, thì Tường chia sẻ là cái kịch cà phê á, là hiện tại đa số là diễn để bù lỗ. À, Hồng Trang là người đứng ra giống như làm bầu vậy đó, muốn kết nối các bạn lại để nuôi dưỡng cái niềm đam mê. Một cái vở kịch vậy diễn khoảng 10 bạn thì một đêm vậy là Hồng Trang trả cho một bạn là 150.000 đều như nhau. Mà bán cái vé của một khách vào xem kịch á, thì 100.000. 100.000 nhưng mà phải chia cho cái quán là 50.000, mình được 50.000. Giống như đêm nay diễn thì được có 23 khách thôi. Có nghĩa là đêm nào hầu như là Trang đều lỗ. Tối đa chỉ được có 60-70 khách à. Nhưng mà cái điều quý vị bây giờ hãy, mọi người hãy nghĩ như thế nào về cái vấn đề là cô ấy khi mà nói tới cái chuyện riêng thì cô ấy lại nghĩ rằng khi già đi vô viện dưỡng lão của nghệ sĩ. Trang em nghĩ là một người rất nhạy cảm, bởi vì Trang học đạo diễn nữa, phải nhạy cảm để mà có thể đưa vào cuộc sống. Nhưng mà rõ ràng là bởi vì tự xét cái hoàn cảnh của mình và trong nhiều khía cạnh cuộc sống mình không biết được. Chính những cái điều đó tác động làm Trang nghĩ là chọn cho mình một cái được gọi là tự an ủi. Một cái mà nghĩ đó cũng được mà, đó cũng là niềm vui mà. Đôi khi bản thân em cũng hay tự có những kiểu Trang An vậy. Ông đừng có sao đâu thì vào viện dưỡng lão. Thì em nghĩ đó là cũng là một cái cách mà để mà Trang vượt qua được những cái nỗi cô đơn. Nhưng mà mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như chị thì chị rất là sợ cái đời nghệ sĩ của mình nó rất là bọt bèo. Tường rất là sợ khi mình về già mà mình phải biểu diễn vì cơm áo gạo tiền. Cái cảnh đó nó rất là thảm cho người nghệ sĩ. Rồi mình vô viện dưỡng lão bằng một cái sự, một cái ánh mắt mà thương hại, thương xót của nhiều người. Một cái điều đó là điều khủng khiếp với người nghệ sĩ. Tường sợ lắm. Mà Tường không hiểu sao Trang có thể nói một cái điều đó hết sức là bình thản. Thì là vô viện dưỡng lão nghệ sĩ. Mà vậy thì... nè, tại vì chị cũng nói là mỗi người suy nghĩ khác nhau. Từ nãy tới giờ thì mình đang có cái xu hướng là nhìn cuộc đời của Hồng Trang có vẻ bi kịch. Có lẽ là gì cái sự khắc khổ của Trang hiện ra khuôn mặt. Nhưng mà biết đâu đây là cái cô ấy chọn và cái cô ấy thấy vui. Bản thân em đã có thời gian em nghĩ em cũng không có thích lập gia đình, không có thích có con. Và cái chuyện mà vào viện dưỡng lão là chuyện, nếu mà không có gia đình, không có con thì chắc là vậy thôi. Có nghĩa là xung quanh câu chuyện này thì mỗi người có một cái dòng cảm xúc khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem clip để xem những cái điều bất ngờ nữa với nhân vật Hồng Trang. Gì vậy chị? Ủa em tưởng tiền lì xì chứ mở laptop lên hả? Ủa nhà em hả? Coi. Ủa chị xuống hả? Coi đi. Công việc ở nhà mình là mình hàng ngày mình làm gì cô chú? Cô thì cơm nước, chị em thì cũng chăm bà cụ. Dạ. Vậy thì dạ, cũng hết ngày rồi. Dạ. Chú thì lo vườn. Dạ. Hình như là cái lúc mà chị Trang quyết định là lên Sài Gòn đi học mà là đi làm diễn viên, gia đình mình không cho đúng không cô? Ừ, đó là mình đâu có quen không biết ai đâu chứ. Dạ. Rồi mình nghĩ thôi cũng như là đi học rồi thôi, thi đi về quê. Thi với này thì làm việc ở dưới quê vậy đó. Dạ. Rồi cái thì Hồng Trang cái đam mê nó hồi nhỏ rồi nè. Dạ. Hồi mới có đâu 3 tuổi hả? Chị đúng đi rồi. Học. Mà chiều cao là em giống mẹ. Dạ. Rồi đi theo rồi chị học báo giáo cũng học luôn. Mà trong khi đó là không có được ghi tên vô sổ luôn nữa. Dạ. Là phải gửi. Rồi đam mê ca hát rồi đi đám cưới, dẫn đi đám cưới chơi, cái lên đám cưới cũng xin người ta cặn ống video đứng hát luôn.
Rồi cái ông thợ ông thấy vậy cũng thương quá, cái ông chụp hình cho mấy bộ hình giờ cô còn giữ á. Chị hát, em múa là chị hai của Hồng Trang hát, Hồng Trang múa đó. Rồi bên này là Hồng Trang hát một mình bài Lý Ngựa Ô. Rồi cái lớn lên cái đội thi sân ra đi thi làm diễn viên, rồi cái nhà không cho, nó thi thanh truyền hình. Rồi học xong rồi đâu có làm, đâu chịu làm, cái đi về ở quê ở thời gian đâu mấy tháng à. Rồi cái thôi giờ xin lên cảnh nữa, cứ thi qua trường sân khấu. Rồi cái nhưng mà cái đam mê của nó giờ mình cản thì cản không được. Thì thôi nó thích thì rồi sau này nó học xong rồi cái cô cũng nói con ơi giờ mẹ khả năng là mẹ cho con đi học thời gian mấy năm nữa thôi, chứ giờ con học qua cái ngày này là mẹ không có lo cho con nha con. Cái nó nói thôi mẹ yên tâm đi, con vừa đi học vừa đi làm, con kiếm tiền con lo cho con. Thì đó bắt đầu nó lo nó tới già luôn. Cô khỏi lo. Có bao giờ với chị Trang có một cái điều gì đó mà cô muốn nói với chị mà cô không nói không? Okay. Hôm đó cô nói là Hồng Trang ơi, mẹ thích về nè Hồng Trang, giờ con ca cho mẹ một hai bản nhạc vậy thôi. Rồi cái con mấy tấm hình hồi còn nhỏ, bắt đầu từ còn nhỏ xíu á, rồi cái từ con lớn là con đi ca hát rồi người kia, rồi cái lâu cái nhà mẹ mở mày coi. Cái nó hứa mà tới nay chưa có. Diễn kịch mà kêu em hát xong mà lồng hình vô cho mẹ coi. Cô cảm ơn chú. Mồng tơi đó chị Trang thích lắm á, mồng tơi nấu với mướp á. Mướp á, với tôm khô hoặc tép vậy đó. Quê đã trồng là về là một là canh chua, hai là canh rau. Kỷ niệm với chị Trang hả? Đúng rồi. Kỷ niệm với chị Hồng Trang thì nhiều lắm. Chiếc xe đạp đi ha. Hồi trước á, chị Trang chưa có đi làm nhiều á. Nhưng mà vừa đi học vừa đi làm á, thì hai chị em ở chung nhà trọ đó, rồi hai chị em chở nhau chiếc xe đạp tới lui vậy đó. Chị đi làm về rồi cái chị Trang phải đi tập. Đi tập bài, đi diễn ở hồi đó nhớ ở quận 3 Võ Văn Tần. Võ Văn Tần. Đúng không? 5B Võ Văn Tần. Rồi cái chở chị ra khoảng 11 giờ đêm vậy đó. Người ta tập là 11 giờ đêm. Rồi cái chở chị ra, đưa chị ra xong cái cắm đầu chạy nhà. Tại vì mình đi làm mà mình làm nên mình phải về đặng sáng sau mình đi làm, còn chỉ thì chừng nào xong vậy thì chỉ xe ôm về. Nhưng mà về tới nhà thì thấy cái tin nhắn trong điện thoại là hu hu chở bà về đi, nay không có tập. Tự nhiên thực sự là chị không có muốn cãi lại, không có muốn cãi lại. Thời gian đó thì chị thì mới đi làm, chị Trang thì cũng vừa đi học vừa đi làm. Rồi nói chung là sang rẻ nhau, đâu có tiền đâu mà chỉ đi xe ôm thường. Thì hồi đó mình sinh viên mà, mình chạy xe đạp là chuyện bình thường thôi. Rồi đưa chị đi tập như vậy, nhưng mà tự nhiên mình về mà mình không có hay cái điện thoại của mình, không tin nhắn như vậy. Gia đình muốn chỉ có gia đình ổn định. Tại vì nam thì khác, nhưng mà nữ thì tới tuổi rồi sinh con rồi này cũng khó khăn. Hôm nay tới cuối đời mình lại sống một mình. Chỉ nói vậy nè, nếu mà cuối đời mà tao vô chuồng nghỉ xịt. Cái chuyện đó là chị nói gì được, nhưng mà gia đình đâu có muốn. Mẹ muốn nói với con là con ở trển á, con giữ gìn sức khỏe, con đi làm. Thì có bạn bè con ở gần gũi thì mẹ cũng yên tâm. Rồi thôi, vì sức khỏe là cần nhất cho con. Rồi cố gắng đi làm thì có cuộc sống ổn định thì cho tương lai. Thì vậy đó, mẹ lúc nào cũng nhắc nhở con vậy thôi. Thì con cố gắng nha con. Cha cũng có mấy lời nhắn với con Hồng Trang thì cái thời gian con làm ở tỉnh cũng lâu rồi. Hiện tại thì cũng có phát rất nhiều chương trình, thì cha hy vọng rằng con có phát huy cái sáng kiến, cái tinh thần để mà có những cái bài, những cái vở diễn hay những kịch bản hay sau này để phục vụ cho là bà con nghe đài được tốt hơn. Em biết khi nào nói chuyện với cha em? Nói chuyện. Em thì là em cảm ơn chị Tường, là cảm ơn chương trình rất là nhiều,
để cho em cái món quà này và cho em có nhiều cơ hội để mà nói chuyện vậy. Cái món quà là để cho em với lại gia đình em, ba mẹ em hiểu em hơn. Thật sự là về nhà hay là ít nói chuyện với cha, ít nói chuyện với mẹ lắm. Ví dụ như mẹ ơi nay con được show này, con được show kia, mai mốt coi con TV này nọ kia, chứ có em không có kể với cái khó khăn, em toàn phải là kể như cái nào em được thôi. Thì cảm ơn chương trình đã chú ý đến một nghệ sĩ như em. Cảm ơn chị nhiều lắm. Một ngày dài khép lại với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cảm xúc nhất lúc này không ai khác chính là cô Hồng Trang, một diễn viên đầy tâm huyết với nghề. Hy vọng con đường phía trước của cô sẽ gặp nhiều may mắn. Một cuộc trò chuyện rất là hay và xúc động đúng không ạ? Khi xem cái đoạn clip này thì Khang nghĩ hai người, ba người có nhiều cái ấn tượng nhất, suy nghĩ nhiều nhất, đó chính là Mai Phương, Miko Lan Trinh và chị Cát Tường. Bởi vì cả ba đều là diễn viên đúng không ạ? Cho nên là chắc là đều suy nghĩ rất là nhiều về cái sự cạnh tranh trong cái nghề diễn của mình. Khi mà mình lớn tuổi, mình sẽ ít nhiều cơ hội hơn so với những cái diễn viên trẻ. Và liệu điều gì khiến cho mình sẽ có thể trụ lại, khiến cho mình có thể nuôi sống được gia đình, nuôi sống được bản thân của mình, và mình sẽ không trở thành quên lãng với cái tên của mình trong lòng của khán giả. Đó là chính là lý do tại sao mà đôi khi nhìn thì Mỹ Khang lại liếc qua một chút, thấy Miko Lan Trinh khóc, thấy được giọt nước mắt của Mai Phương. Bởi vì Mỹ Khang nghĩ là mọi người rất là đồng cảm với lại câu chuyện của nhân vật của chúng ta. Em thì xem hết cái đoạn này em cảm động, bởi vì em thực sự chỉ nghĩ một điều thôi. Em mong là những nghệ sĩ thực thụ, những nghệ sĩ có tâm với nghề sẽ được tổ tạo điều kiện nhiều hơn và soi rọi nhiều hơn để tất cả đều có thể tỏa sáng. Chị hy vọng là mặc dù nở muộn nhưng mà nó sẽ nở rất là lâu, hương thơm nó sẽ rất là ngào ngạt và lan tỏa. Nhưng mà Tường xin chốt lại rằng là đừng nhìn bề ngoài để đánh giá một con người, nhất là một nghệ sĩ. Những người nào mà càng bên ngoài càng tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ thì đó là một người đầy cảm xúc và rất dễ vỡ òa. Xin chúc cho chị sẽ luôn giữ vững cái niềm tin với trong nghề của mình và luôn lạc quan như những nụ cười mà chị gửi đến cho chúng tôi. Còn tuần sau thì sẽ có điều gì hấp dẫn và câu chuyện, một món quà bất ngờ mà chương trình mang đến cho chị sẽ là gì? Thì chúng tôi đang chờ đợi quý vị bật TV vào lúc 22:45 thứ tư vào tuần sau trên kênh HTV7 nha. Quý vị có thể liên lạc với chương trình bằng địa chỉ email nguoikếtnối@mcv.com.vn hoặc là Facebook Người Kết Nối. Chúng tôi có kênh YouTube là HTV Entertainment và MCV Media. Đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những clip của Người Kết Nối. Cũng như là kênh hotline của chúng tôi 0919435550 để có thể nhận được những lời giới thiệu của quý vị về các nhân vật có thể giới thiệu được trên chương trình. Còn bây giờ thì Nguyên Khang phải nhanh đi lấy khăn giấy để chậm nước mắt cho ba người phụ nữ còn lại của chương trình của chúng ta. Khô rồi hả? Khô gì? Vậy thôi nha, chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Người Kết Nối ngày hôm nay của chúng tôi rất vui gặp lại quý vị. Đầu tiên xin được giới thiệu đến quý vị người phụ nữ trong váy xanh đứng dậy quen vòng cho mọi người thấy. Dạ, đó chính là diễn viên Cát Tường. Dạ. Trời, chị đứng và chị giới thiệu. Tiếp theo giới thiệu người phụ nữ trong đầm trắng, diễn viên Mai Phương. Rất là kiểu của Mai Phương. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với người phụ nữ có số đo ba vòng khá chuẩn, 90, 60, 120, Miko Lan Trinh. Vô đi. Thưa quý vị, như vậy là một buổi tối của chúng ta đã được khởi động với lại ba mỹ nhân ngày hôm nay. Và có lẽ là quý vị đang rất là tò mò, không biết là cái câu chuyện của nhân vật tuần trước là gì và ngày hôm nay chúng ta sẽ mang đến điều gì cho nhân vật của chúng ta. Thì Nguyễn Khai xin mời người phụ nữ xinh đẹp Cát Tường. Dạ. Sao chị cứ nhảy vô họng quay, em chưa nói xong mà. Không cần em phải nói xong. Thưa quý vị, Hồng Trang thì giống như ở tập trước đã chia sẻ là một người diễn viên đã dấn thân đến thành phố Hồ Chí Minh để học rất là nhiều năm, học phát thanh viên, học diễn viên, rồi cuối cùng là học đạo diễn. Và đến tận giây phút này, các bạn cùng trang lứa của mình đã có những cái chỗ đứng nhất định trong nghề, thì Trang mới bây giờ mới bắt đầu ghi lại những cái dấu ấn nhỏ nhoi, từ tốn, khiêm tốn trong lòng quý vị khán giả. Thế nhưng điều gì đã khiến cho một cô bé nhỏ nhắn, có gương mặt có vẻ hơi khắc khổ và già trước tuổi, rất thành công với những vai diễn già, vẫn có thể bám trụ ở thành phố Hồ Chí Minh, đeo đuổi được nghề nghiệp. Đó chính là niềm đam mê và khát khao cống hiến
cho nghệ thuật. Và với những cái chia sẻ hết sức là thương, rất thức là đối với những cái người nghệ sĩ, đối với những người đồng cảm như Cát Tường, Miko Lan Trinh hay là Mai Phương, thì khi mà nghe Hồng Trang chia sẻ thì nhận thấy rằng cô bé này là một người sống rất là thật, rất là chân thành, và cái niềm cái tình cảm rất là dạt dào. Bên ngoài nhìn thì bản lĩnh đó thưa quý vị, nhưng bên trong là đầy ắp những cái cảm xúc mà rất dễ dàng, chỉ cần ta khơi trúng một cái là sẽ vỡ òa cảm xúc đó ngay. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục có những món quà bất ngờ dành cho Hồng Trang. Ôi trời, trời đất ơi, tôi đó giờ tôi đâu sửa sản vậy đâu. Bà làm quen rồi. Tập trước, Cát Tường đã đồng hành cùng Hồng Trang trong suốt một ngày làm việc, để thấy rằng đằng sau những vinh quang là những góc khuất đời thường quá ư giản dị. Và đằng sau câu chuyện đó còn có một nhân vật luôn âm thầm theo dõi. Những tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Cô biết con không? Biết, cho tôi chương trình rồi. Dạ. Ai mới gặp ở ngoài nè. Dạ. Cô lên tới lâu chưa? Sao con ngồi ở ngoài con thấy cô đi vô mà cũng mới lên chút à? Vậy hả? Vậy là chắc lúc đó Tường lo uống cà phê quá cho nên không thấy là cô đã lên tới. Thôi bây giờ mình ra xe nha cô, ra xe rồi hai cô cháu mình tâm sự tiếp. Rồi, ra xe. Dạ. Theo cô thì cô nghĩ với như ta cá tính của Hồng Trang là cô biết á, thì nếu như mà thấy cái sự xuất hiện bất ngờ của cô ngày hôm nay thì theo như cô đoán thì Hồng Trang sẽ có cái cảm xúc như thế nào? Thì theo cô nghĩ chắc cũng mừng dữ lắm á. Mừng dữ lắm ha. Mừng dữ lắm á. Nó cũng dễ xúc động lắm á. Vậy mà cô cũng vậy. Từ những câu chuyện tưởng chừng Hồng Trang không bao giờ kể với mẹ, để mẹ không phải bận tâm về mình, thì cô đâu ngờ chính khoảnh khắc cô trải lòng, mẹ cô đã nghe tất cả. Vừa coi xong trời lâu quá, coi mấy bạn diễn mình cũng ham diễn ghê. Coi mấy bạn diễn một lớp trong cái vở kịch tối nay ha, tối nay sẽ được xem đầu đuôi khi mà có phản ứng của khán giả là sẽ như thế nào. Hồi nãy là em nói cái lúc mà đông khách nhất á là khoảng 60. Dạ, thời Hoàng Kim á chị. Thời Hoàng Kim. Còn cái thời mà Du Lê thì nó là bao nhiêu khách, ví dụ như mà nó dạ dưới 10 khách cũng có. Trời đất, tụi em không quỷ. Diễn luôn. Nếu một tuần chỉ có một suất diễn vậy, họ quảng cáo nhiều hơn thì em nghĩ chắc sẽ được. Không nghĩ là giờ mấy bạn cũng đâu có nghĩ. Nhưng mà diễn mà thứ tư không đủ tiền xăng, không đủ tiền mấy bạn ăn. Thế thì giờ cái động lực gì cái khiến cho Khanh tham gia vào cái nhóm kịch đời, trong khi nó diễn hàng đêm nó không có lợi nhuận như vậy, thì em thấy là cái tiềm năng của cái tương lai của nhóm nó sẽ đi về đâu? Cái chuyện mà nhóm đời thì có đi về đâu thì chắc có lẽ là em cũng than phiền với chị Hồng Trang rất nhiều. Chị ơi, chị phải cân nhắc lại làm sao đây. Biết là đam mê nhưng mà mình phải tính cái đường nào nó dài. Tại vì giống như em cũng nói chị Trang là biết là mình chơi mình vui, nhưng mà chị phải làm sao nuôi được mọi người, mà chị phải nuôi được cho bản thân chị thì mình mới duy trì được, chứ mình không thể một ngày một ngày. Chị là người trong cuộc nên là thật sự là chị rất là hiểu. Cũng hy vọng là khán giả phần nào đó hiểu được cuộc sống của những người nghệ sĩ, đặc biệt là những người nghệ sĩ trẻ muốn lập nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và muốn trụ được trong lòng khán giả thì cực kỳ khó đâu quý vị. Hy vọng là quý vị khán giả xem và hiểu chúng tôi và thương chúng tôi nhiều hơn nữa. Và một lần là đây thì có nguyên cả nhóm cũng như là gần hết cả nhóm kịch đời, chị cũng xin chúc cho các em luôn luôn giữ lửa được, giữ được cái niềm đam mê của mình. Hồi nãy giờ cô ngồi dưới này cô có theo dõi được rõ không? Có. Cô nghe hết những câu chuyện mà Trang chia sẻ với nhóm bạn luôn ha. Có. Cô có cảm nghĩ như thế nào? Thì thấy thì cũng như là cái đam mê của con mà nó mê từ hồi ba tuổi mấy là nó thích hát rồi. Rồi sao thấy thôi kệ, thương con kệ, cũng động viên thôi kệ, ráng con. Nguyễn con vui là gia đình cũng mừng rồi. Dạ. Trước giờ cô có coi Trang diễn trực tiếp sân khấu lần nào chưa cô? Có một lần là cô coi là em nó thi đó, nó thi đạo diễn đó. Lúc thi thôi, còn lúc diễn cho khán giả là chưa, khi nào coi trực tiếp? Đó giờ cô chưa có đi lần nào. Hy vọng là tối nay không biết là khán giả có đông hay không nữa. Dạ thôi cũng hy vọng, chúc cho các em nó diễn được thành công. Trong khoảnh khắc cô cháy hết mình trên sân khấu, sống với niềm đam mê, không quan tâm tới cái gì gọi là vật chất, thì mẹ cô lại có cơ hội nhìn thấy và hiểu con gái mình thêm chút nữa. Nghiệp tâm cả mãi còn hát dân cho đời. Nghiệp tin giới đời ca nhau hoa ơi cao thượng.
nhiên, khi sự thấu hiểu đạt đến đỉnh điểm thì cô con gái kia tuy có trưởng thành cũng hóa thành nhỏ bé. Chị hy vọng là qua chương trình này là rất là nhiều khán giả sẽ biết nhiều hơn về nhóm kịch đời của em, hiểu được về cuộc sống của em. Rồi ở nhà ba mẹ cũng hiểu, thông cảm được và ủng hộ cho công việc của em. Nhưng mà đều cũng phải cố gắng nhanh chóng lấy chồng à, để ba mẹ em gái mỗi lần nhắc tới chị là vẫn rơm rớm nước mắt và khóc, thấy không? Bây giờ chị trong lúc mà em diễn đó là chị có coi. Nhưng mà chị cùng với ekip có chuẩn bị cho em một bữa ăn cơm. Bây giờ chị em mình ăn cơm ăn khuya xong rồi chị đi về. Trời ơi, coi như kết thúc ngày hôm nay. Trễ quá vậy chị. Bây giờ chuẩn bị hết rồi. Ôi, cái... chương trình này vậy đó. Bây giờ cho ăn đó. Trời ơi, đồ ăn hấp dẫn quá vậy. Trời ơi, sao có vụ bữa ăn nữa trời. Cái vụ nào không nói. Vụ báo gì về nhà tôi không nói. Cũng may là gia đình em không có nói gì mà mấy tập xấu của em hay là có mà chương trình cắt. Mời ăn thử đi rồi biết liền à. Dạ yeah. Chị nấu đó. Cái rau làng này giống như nhà em vậy, đừng hái từ dưới em lên nữa. Mọi người thấy TV đâu phải rau lan đâu. Dạ rau mùng tơi, đá rau lan ở trước sân. Ở nhà thì mẹ mới gầy lại cái dòng mùng tơi à. Như là hết đợt, cái nó có bông có trái rồi xong cái gầy lại gì khác. Mà cái lá mùng tơi nhà em chà bá này. Bự lắm, bự hơn bàn tay luôn. Ở nhà có trồng mướp không? Có khi trồng nhưng mà mùa này là hết rồi. Nhà mướp nó bị già rồi. Bà thấy bưng lên cái gì em cũng nói giống nhà em. Miệng ăn như bà già. Như là nhà em có cây xua đũa nữa, chồng nấu canh chua. Mai chắc là chị quay là trễ nhất luôn à. Ừ, kiếm người vô ăn phụ. Ăn hết mới được về. Rồi, có người vô ăn phụ. Và bữa cơm muộn cuối ngày cũng được mẹ chuẩn bị khi vở diễn vừa kết thúc. Nó đơn giản lắm, chỉ là rau lan luộc, canh mồng tơi, nhưng nó đều được mang từ quê lên và là món cô thích ăn nhất. Thương quá ha quý vị, thương lắm luôn á. Tự nhiên cái đang ăn một bữa cơm, cá nhân của Nguyên Khang nghĩ là những người nghệ sĩ họ chỉ ăn qua loa thôi. Và sau cái bữa diễn hoặc là trước bữa diễn chỉ ăn đúng ổ bánh mì hay ăn cái gì đó nhẹ nhẹ diễn sau đó rồi lủi thủi về sau khi ánh đèn khép lại. Cho nên cái bữa cơm mà chị Cát Tường mang đến cho chị Hồng Trang á, đối với Nguyên Khang nó quý lắm. Tại vì ăn một bữa cơm mà đối với Nguyên Khang nghĩ mặc dù là rau không nhưng mà nó thịnh soạn. Và khi mà rau trước nhà. Dạ, mà khi mà người mẹ bước vào mà nếu như mà chị biết được cái bữa ăn đó mà mẹ nấu nữa thì con Khang nghĩ là chỉ còn xúc động nhiều. Quay lại cái vấn đề khi mình nói một người cứng rắn và mọi người nói là không cần, chỉ cần đam mê nghệ thuật sống trong nghề, thì chính giây phút này là đã tố cái con người của Hồng Trang. Dù có cố gắng tạo ra vẻ bên ngoài là cứng rắn mà bất cần không cần gì cả, nhưng mà thật sự chỉ cần một bữa cơm của ekip nấu cho Trang ăn thôi là Trang cũng đã cảm thấy quá xúc động rồi. Bởi vì cái người nghệ sĩ sau khi ánh đèn sân khấu tắt hết đèn, tắt đèn rồi, khán giả về rồi, còn một mình họ rất là lẻ loi và rất là cô độc. Thì khi có một cái ai đó ngồi ăn cơm với mình, quan tâm đến mình, ăn cơm với mình là đã thấy ấm lòng rồi. Đó. Cho nên là quý vị thấy không, khi mà nghe chương trình có chuẩn bị bữa cơm là Hồng Trang đã hết sức là ngạc nhiên và cảm thấy rất là xúc động. Nhưng mà khi mà mẹ bước vô nữa thì không thể kềm được cảm xúc. Em nghĩ làm sao mà kềm được chị, tại vì em nghĩ là trước khi mà Trang lên Sài Gòn á, ở dưới quê là thường xuyên ăn cái bữa cơm gia đình ăn như đúng vậy. Bữa cơm đó cho nên mà, biết có thể là nghi em nè. Là thực sự là từ nhỏ đến lớn em không có bữa cơm gia đình, tại vì mẹ em cũng đi làm cho nên là thường xuyên là hàng quán và mì gói. Mà bản thân em là
mỗi lần mà có một bữa cơm như vậy là em đã cảm thấy nó ấm áp đến chừng nào rồi, thì em nghĩ rằng cái nhớ của Trang nó sẽ còn dữ dội hơn em nữa. Tại vì cái người đã có rồi, rồi lại phải xa, rồi bây giờ có lại thì nó sẽ dễ sợ. Còn em thì em đã quen, nhưng mà lâu lâu nó có là mình còn cảm thấy xúc động. Nhưng mà chị Tường chị cũng có gợi là ở quê là có trồng cái rau gì hay không, rồi cô này cũng có bảo là mới thu hoạch được gì. Cho nên là khi mà ăn mà cách nêm nếm rồi những cái vật như thế, thì Nguyên Khang nghĩ là chị Hồng Trang chị cũng có cân đoan đoán. Có thể không ngờ, là không Trang không biết, Trang không ngờ rằng Trang tưởng thật sự là ekip nấu, nhưng mà muốn cho Trang thấy cái hương vị quê hương. Hương vị của quê. Chứ hồi Trang không ngờ là mẹ lên, cho nên khi mẹ bước vô là rõ ràng là vỡ òa cảm xúc và không, nó buông đũa liền. Thấy không, cái khoảnh khắc là buông đũa liền mà vỡ òa liền. Ngồi ở đây á, anh Khang anh cứ thắc mắc là tại sao em làm bao nhiêu người kết nối rồi mà em vẫn cứ khóc. Tại vì không thể không khóc được, cái cảnh đó nó quá là quá sức chịu đựng của mình. Mà nhớ cái tập mà của chị Kim Huyền không, cũng vậy đó, vừa thấy mặt mẹ một cái là mà coi thấy qua hình thôi là vỡ òa liền. Ta nói người nghệ sĩ mong manh lắm, đặc biệt những người phụ nữ nào càng thể hiện sự kiên cường cứng rắn bên ngoài là những người đó càng mong manh và dễ vỡ. Bằng chứng là chúng ta thấy là ở đây có ba người phụ nữ ở phía bên ngoài lúc nào cũng nhìn có vẻ rất là cứng rắn, nhưng thật ra là rất là mau nước mắt. Mà cô Miko Lan Trinh có sẽ được mệnh danh là người phụ nữ nhiều nước mắt nhất của chương trình. Em không có mặt chị Phương gì vậy? Nè nước mắt đi. Sao chương trình là chúng ta thôi. Nhưng mà khoan quay cái trở lại là Nguyên Khang thấy là chương trình hơi ác. Người ta mới ăn mới muỗng thứ nhất thứ hai thôi mà dẫn mẹ vô giờ buông đũa luôn, chưa kịp ăn cái bữa anh nào ơi, cả gia đình bây giờ theo một hướng khác là ăn uống no say mà mẹ chưa ăn, mẹ đứng ở ngoài vậy có ác không? Mẹ vô cùng ăn. Bây giờ chúng ta tạm gạt những dòng nước mắt qua một bên đi, chúng ta phải có một cái kết thúc gì đó nó có hậu một chút xíu. Quay lại ở cái tập đầu thì mẹ Hồng Trang có chia sẻ là cái mong ước của mẹ là được Hồng Trang thu tặng cho một vài cái bài hát, xong rồi lấy những cái hình ảnh của Hồng Trang từ nhỏ đến lớn ghép vô để mỗi lần ở nhà nhớ con thì mở lên vừa được nghe giọng con hát, vừa được thấy những cái hình ảnh của con, thay vì là phải ngồi lật từng cuốn album. Như vậy Nguyễn Khang nghĩ là ekip chương trình đã giúp cho chị Hồng Trang thực hiện cái món quà này, đúng không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi nha. Ăn này giống mẹ nấu nhà không? Thì con nãy con nói rau giống rau nhà, cái bụng tới giống bụng tới nhà. Chị Tường nói cái gì cũng giống nhà em vậy, chị nấu đó. Vậy sao nãy không lên coi luôn? Coi cần. Thấy không? Giống giống nhà đó. Tại vì con coi. Coi nào? Coi. Coi đâu? Mẹ không lên đây nhưng mà mới thấy. Dạ. Con phải lên nào? Không, giờ biết tại đây thôi, hiện tại đi. Rồi chị Trinh chắc kỹ quá. Mẹ lên từ 5 giờ sáng, 5 mấy sáng tới giờ. Dạ. Tất cả những cái gì sinh hoạt từ sáng giờ mẹ em đều coi qua điện thoại. Này chị Tường nói, chị Tường nấu phải không? Chị Tường nấu thì con cũng tin, mặc dù con hỏi là của nhà hàng. Mà giống không? Giống mẹ Niêm không? Con chưa có kịp ăn, con thấy rau rang nó giống ở nhà thôi. Còn con cũng mới nói là ở nhà là con dành ăn rau rang nhiều hơn á. Ở nhà nhưng mà kẻ có một cái là không có giống lại nhà sắp phải không? Ở nhà sắp ngay ngắn phải không? Trời ơi, nãy coi clip là bất ngờ lắm rồi mà. Em coi clip mẹ có nói gì không? Có, không có nói xấu con, rồi sẽ cứ đưa chị không có chồng cái hoài vậy. Hết mẹ rồi tới nhà rồi tới thì Trang cứ kêu có chồng hoài, mệt ghê. Chị thôi, không có chồng thì thôi chứ giờ sao giờ, chừng nào có chứ giờ sao giờ. Thôi ăn cơm đi. Thôi bây giờ vậy, ăn bữa cơm. Yeah. Hôm nay nguyên cả ngày mẹ cũng lăn lộn làm trinh thám ngoài đường cũng mệt. Sợ em phát hiện á, cho nên em biết là không có cho em mẹ tiếp cận sát em mà phải bịt mặt bịt màn cũng ngộp thở lắm để em sợ. Em sợ ngang xe hoài mà em đâu có biết ai. Rồi, cho nên là giờ mẹ cũng mệt thì thôi giờ hai mẹ con mình ăn bữa cơm. Sau đó đưa mẹ về nhà ngủ, đêm nay tâm sự yêu đương gì đó thì cứ tâm sự rồi sáng mai mình hẹn gặp lại rồi mình tính tiếp. Một buổi sáng Sài Gòn có phần ồn ào xe cũ, không hòa mình vào sự nhộn nhịp phố xá. Hồng Trang và mẹ dành cho nhau một không gian riêng, một bữa ăn sáng hiếm hoi từ khi cô bước chân lên Sài Gòn lạc nghiệp. Giờ lâu lâu hả? Mà cô ngủ ngon không cô? À ngủ được, hôm về chắc cũng 2 giờ. 2 giờ cô với Hồng Trang lúc đó về là 12 giờ rồi về sau bao nhiêu 1 giờ cô ngủ. 1 giờ em lên tới gần 5 giờ em mới ngủ. Trời làm gì dữ vậy? Thì xong về coi mở điện thoại có tin nhắn rồi sắp xếp lịch tập này nọ kia nữa. Còn cô chắc 2 giờ mấy cô ngủ được tới 4 giờ mấy cô thức giấc. Cô khỏe không? Sáng giờ khỏe. Tối hai mẹ con tâm sự gì nhiều không? Thì là mệt quá ngủ luôn. Không có thì cũng vài chuyện. Nói vài câu vô đi con. Vô đây vô phòng thu đi. Đời hồng xinh với nét đoan chính.
Trước mắt là món quà, đợt này về có món quà vậy là cũng vui rồi hả cô? Rồi Trang hứa là khi nào mà rảnh thì làm thêm vài bản nữa tặng cho mẹ làm luôn, cuốn album đi. Dạ. Hát luôn album 10 bản thì hát bài em thấy em đối sụi vậy không? Rồi bây giờ em đi qua bên phòng dựng, rồi mình sẽ dựng mấy cái hình của Trang vô trong cái bài hát mình mới vừa thu. Hả cô ha? Rồi đi nhanh. Thôi mình làm ra cái hình này cũng phải để mấy phút cũng nhìn thấy cái mặt chứ. Chớp chớp ngàn tấm hả? Sao thấy mà tâm hồn không sầu không biện gì hả? Hôm nay bắt đầu học đạo diễn rồi mình đi làm diễn viên. Đây là bên cung nhân quá lao động. Mấy cái hình này mà nhảy liền không thấy, thấy ai là ai luôn. Anh chị tốt nghiệp môn hóa trang bắt nghe môn già luôn. Nhưng lòng không hề ơi đến xuân xin ngày ngày. Em á hả? Em á. Ờ sao là quá vậy? Điệu điệu mà năm 95. Đây là món quà con thay mặt cho chương trình Người Kết Nối làm gửi tặng cho cô. Đương nhiên món quà này là con chỉ kết nối thôi, còn công sức là của bạn Trang thu âm, còn của cô phải cung cấp hình ảnh nó mới ra được cái đĩa nhạc này. Và nhờ chương trình nữa. Nhờ chương trình. Hy vọng với cái đĩa nhạc này nó là một cái món quà về tinh thần. Cô ở dưới quê nhiều khi cô nhớ Hồng Trang cái là cô vừa vừa nấu ăn hay vừa làm nhà mình cũng mở lên rồi đúng nghe rồi, con mình hát là mình nhìn vô thấy hình ảnh của con ở trong trọng cũng đỡ nhớ cô ha. Đó thì cũng cô cũng mong ước lâu rồi nhưng mà đâu cũng may là gặp nhà có chương trình Người Kết Nói này. Thì nay cô có được cái đĩa này sớm là cô mừng. Cô cũng cảm ơn chương trình Người Kết Nói với của HTV với lại các cháu của trong ekip nha. Cũng thấy cũng cực quá. thấy cực mà sót luôn á. Cô chưa hẳn thấy thì cô đâu có nghĩ cái cực dữ vậy nè. Giờ con thay mặt cho chương trình là con trước tiên là gửi lời hỏi thăm bà nội dưới quê. Với lại là chú. Rồi con chúc cô chú với cả gia đình mình là được nhiều sức khỏe. Mẹ đi gửi cho chị luôn. Gì nữa vậy? Không, mai rồi sắp đồ về xong cái te đi về nhà luôn. Chúc quà. À là quà dưới quê em sách lên đó hả cô? Chị ông bà thấy cô sách nặng quá. Quà quê, quà quê. Cảm ơn cô. Trời ơi, bưởi hèn chi mà cô sách nặng đúng chứ. Trời ơi, tặng đúng luôn. Cây quý vị.
có lòng anh nếu mà các Tường với các cháu có dịp về quê Bến Tre ghé nhà cô thì chờ có cô có dừa đãi dừa có bữa đãi bữa thì cái đó là không có nhiều nhưng mà cũng thoải mái. Dạ cảm ơn cô, coi như là cô mời. Khi nào có dịp là sẽ có dịp thì cứ việc ghé. Nói nay các Tường ghé nhà cô thì cô sẵn sàng. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thay mặt chương trình Người Kết Nối cảm ơn hai mẹ con, cảm ơn gia đình của mình. Cảm ơn chị, cảm ơn ca kíp. Cảm ơn mọi người. Rồi thì cái khoảnh khắc gặp nhau ngắn ngủi ấy cũng xong. Mẹ lại về, con lại phải chiến đấu với con đường đã chọn. Một cuộc gặp gỡ ngắn thôi, nhưng có lẽ là một nhịp cầu lớn để những con người vốn dĩ là một gia đình lại gần nhau thêm chút nữa, yêu thương nhau thêm chút nữa. Hey, một món quà rất là ý nghĩa của chương trình đã mang đến. Và thật ra thì món quà này không khó để thực hiện, nhưng Nguyên Khang nghĩ là một phần là mẹ của chị Trang có nói ra cái mong ước đó cho con mình hiểu hay không, và một phần nữa là chị Trang có thời gian để thực hiện cái món quà đó hay không. Nhưng mà Trang bận quá, Trang không có làm. Như vậy thì cái món quà này rất là ý nghĩa khi mà đã giúp cho mẹ chị Trang đỡ nhớ con sau những ngày mà chị Trang sống và lập nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mà không ngờ Người Kết Nối lại có lộc ăn quá ha. Nói chung là có ăn ở làm sao đó cưng ha. Làm xong chương trình lần nào cũng có lộc hết. Thưa quý vị thì thật ra lúc nãy trong đoạn clip thì Tường cũng có chúc Trang rồi. Tường cũng hy vọng qua chương trình Người Kết Nối này thì quý vị khán giả hãy thương Trang nhiều hơn. Trang nói riêng và tất cả anh em nghệ sĩ chúng tôi nói chung, và hy vọng rằng là tổ nghiệp sẽ nhìn kỹ mặt Trang hơn để Trang có thể bước tiếp, bước xa hơn nữa và phát triển một cách rực rỡ nhất trong con đường sự nghiệp mà Trang đã bỏ ra rất nhiều thời gian cả tuổi xuân của mình để đeo đuổi. Hy vọng là Trang sẽ đạt được thành công. Còn riêng Phương thì vì là bạn cùng khóa với Trang, nhưng mà ngày hôm nay thì sau tất cả những cái chia sẻ, những cái cảm xúc của mình thì Phương phải nói là cảm ơn Trang. Là bởi vì chính vì nhìn thấy Trang như vậy mới biết rằng là cho dù khó khăn cách mấy đi chăng nữa thì cái lửa đam mê của Trang quá mạnh. Và để mình nhìn lại mình rằng là mình may mắn hơn Trang rất nhiều, để mình phải nuôi dưỡng cái ngọn lửa đó càng ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, để làm sao mà để có những cái người bạn đồng hành với mình cũng cảm thấy tự hào và hãnh diện hơn. Còn em thì một cách cụ thể hơn, em mong là sau chương trình Người Kết Nối này thì quý vị khán giả sẽ biết được là diễn viên Hồng Trang đã có một nhóm kịch tên là Đời, thường diễn các vở kịch vào tối thứ tư tại một quán cà phê ở đường Cô Giang. Thì quý vị khán giả xin hãy ủng hộ đến để xem, và cũng như là ủng hộ kịch cũng như là những nghệ sĩ rất có tâm với nghề. Với cá nhân của Nguyên Khang thì Nguyên Khang nghĩ là bất cứ nghệ sĩ nào đi nữa thì cũng cần có những cái vai diễn, những cái dấu ấn để đời. Nguyên Khang chỉ mong cho chị Hồng Trang sẽ có được một cái vai diễn nào đó khiến cho khán giả sẽ nhớ mãi cái tên của chị, và đó sẽ là một cái bước đệm và ít nhất cũng sẽ là một dấu son trong cái hành trang của chị đến với cái nghề nghệ thuật này. Và cái chuyện đó thì Nguyên Khang nghĩ là chắc sẽ nằm trong cái thời gian tới khi mà khán giả theo dõi cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay yêu mến, và biết đâu cơ hội sẽ đến với chị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Người Kết Nối của chúng tôi, và rất mong gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc 22:45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị cũng có thể liên lạc bằng địa chỉ email nguoikếtnối@mcv.com.vn hoặc là Facebook Người Kết Nối. Nếu bị lỡ mất tập này hoặc bất kỳ tập nào của Người Kết Nối thì xin hãy theo dõi trên YouTube của chúng tôi, đó chính là MCV Media hoặc HTV Entertainment. Và đừng quên nhấn nút subscribe, cũng như có thể gọi về số hotline để giới thiệu những trường hợp các bạn đang lập nghiệp tại Sài Gòn và rất thành công để chúng tôi có thể kết nối. Đó là số 0919435550. Một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Nguyên Khang xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Và cũng xin được cảm ơn ba người kết nối xinh đẹp của chúng ta. Mặc dù đẹp nhưng mà rất hay khóc. Khóc vì những cái tình cảm mà dành cho nhân vật của chúng ta. Xin giới thiệu. Và nói lại đi, một ba người đẹp của chúng ta đẹp và rất hay nước mắt. Nhưng mà điều đó là tốt đúng không ạ? Bởi vì họ có tình cảm đối với nhân vật của chúng ta. Đây cảm xúc đây em. Xin được giới thiệu một lần nữa diễn viên Cát Tường, Miko Lan Trinh cùng với diễn viên Mai Phương. Xin kính chào và hẹn gặp lại.